Bản tin Arsenal ngày 25 tháng 12. Saliba, tất nhiên đó là một quả phạt đền. Phát biểu sau trận đấu, Saliba được hỏi liệu anh có tin đó là một quả phạt đền hay không. Anh cười và nói, tất nhiên rồi, tất nhiên đó là một quả phạt đền. Nhưng tôi không phải trọng tài và chúng ta phải chấp nhận quyết định. Odegaard sẽ còn biết ơn hơn nữa khi Saliba đã có màn trình diễn xuất sắc nhất trận đấu tại Anfield. Cặp trung vệ Saliba và cầu thủ ghi bàn của Arsenal Gabriel đã chứng tỏ khả năng chống lại sức ép của Liverpool rất tốt và giúp Arsenal giữ vững ngôi đầu bảng. Giải thích về nguyên do từ chối phạt đền, quan điểm của Pizimon cho rằng cánh tay Odegaard di chuyển theo hướng cơ thể chứ không phải hướng về phía quả bóng, vì vậy mọi thứ chỉ là sự vô tình và trọng tài đã đưa ra quyết định chính xác. Hòa Liverpool, Arteta chỉ ra khuyết điểm của Arsenal. Trả lời phỏng vấn với Metro sau trận hòa trước Liverpool, huấn luyện viên Mikel Arteta của Arsenal nêu rõ: có một vài điều chúng tôi cần cải thiện sau trận đấu này, đặc biệt là khả năng ghi những bàn thắng định đoạt trận đấu của Arsenal vẫn còn hạn chế. Sẽ có nhiều thời điểm chúng tôi cần thể hiện bản lĩnh để vượt lên trong các trận đấu. Chúng tôi đã mất 5 cầu thủ quan trọng nhưng vẫn duy trì chất lượng thi đấu tốt, Arteta nói thêm. Đó là điều tôi luôn muốn thấy hàng tuần. Liverpool là một trong những câu lạc bộ xuất sắc nhất Premier League. Họ gây ra nhiều khó khăn cho chúng tôi, nhưng các cầu thủ đã xử lý các tình huống hợp lý. Ngoài ra, Mikel Arteta còn dành lời khen ngợi cho bộ ba Declan Rice, William Saliba và Gabriel. Ba cầu thủ đó thật phi thường, nhưng tôi nghĩ toàn đội đã chơi tốt thông qua cách chúng tôi chơi song phẳng với họ. Một trong những màn trình diễn tốt nhất của Liverpool mà tôi từng thấy trong năm nay. Họ khiến chúng tôi thực sự khó khăn, trận đấu trở nên thực sự hỗn loạn. Những người hâm mộ cũng góp phần vào trận đấu, nhưng chúng tôi đã xử lý tình huống rất tốt. Arsenal phải sống chung với tử huyệt Zinchenko. Sai lầm hớ hênh để Salah lập công rạng sáng nay chắc chắn khiến Zinchenko nhận nhiều chỉ trích. Tình huống ở phút 29 đã phần nào làm lu mờ những đóng góp của ngôi sao sinh năm 1996 cho mặt trận tấn công của Arsenal. Sau 90 phút tại Anfield, chỉ có tiền vệ Declan Rice có nhiều lần chạm bóng hơn Zinchenko bên phía đội khách. Trong khi đó, cựu sao Man City thực hiện nhiều đường chuyền thành công hơn tất cả tiền vệ Liverpool. Ngoài ra, ngôi sao người Ukraine sở hữu tỷ lệ đưa bóng vào khu vực 1/3 cuối sân đối thủ chính xác tới 85%, cao nhất Arsenal. Hậu vệ 27 tuổi có thể đánh mất mình trong tình huống đối đầu với Salah, nhưng Zinchenko chắc chắn là một trong những cầu thủ thi đấu xuất sắc nhất trận đấu nếu xét trên phương diện tấn công. Trong các hậu vệ cánh mà Arteta đang có tại sân Emirates, Takehiro Tomiyasu chắc chắn là cầu thủ có khả năng một đối một xuất sắc nhất. Thực tế, trong lần đối đầu với The Cop tại lượt đi Premier League 2022-23, ngôi sao người Nhật Bản đã hoàn toàn kiềm tỏa Salah. Đen đủi thay, Tomiyasu lại dính chấn thương không thể thi đấu, khiến Arteta buộc phải đặt niềm tin vào Zinchenko. Ngoài Tomiyasu, chiến lược gia người Tây Ban Nha còn tân binh Julian Timber, ngôi sao đã có quãng thời gian thay thế xuất sắc Zinchenko ở giai đoạn tiền mùa giải. Nhưng giống với Tomiyasu, hậu vệ người Hà Lan đã gặp vấn đề về dây chằng đầu gối, điều khiến Timber phải ngồi ngoài gần như toàn bộ mùa giải. Chắc chắn cổ động viên pháo thủ không hài lòng về các tình huống phòng ngự thiếu trách nhiệm từ Zinchenko, nhưng có lẽ họ cần phải học cách làm quen với điều này và hy vọng những sai lầm từ hậu vệ Ukraine không ảnh hưởng đến chặng đường chinh phục danh hiệu của Arsenal. Declan Rice xuất sắc nhất ngoại hạng Anh mùa này. Chứng kiến Declan Rice chơi thăng hoa trong màu áo Arsenal, cựu cầu thủ Liverpool và Tottenham Danny Murphy đã lên tiếng khen ngợi. Anh nói, nếu các tiền vệ trẻ muốn học cách cải thiện mọi khía cạnh của bản thân, hãy xem trận đấu này và theo dõi Declan Rice. Cậu ấy thật xuất sắc. Cậu ấy có những tình huống xử lý bóng, thoát pressing ở đẳng cấp cao. Sau những tình huống đó, Arsenal có cơ hội để phản công. Rice và Saliba cho thấy họ thực sự quan trọng đối với Mikel Arteta. Họ là hai cầu thủ mà anh ấy không thể thiếu nếu muốn vô địch Premier League. Với hai cầu thủ đó, họ có thể giành được kết quả tốt. Nó cũng khiến tôi nhận ra Liverpool cần một cầu thủ như Rice đến nhường nào. Nếu Rice mặc áo Liverpool, tôi nghĩ họ sẽ vô địch. Cậu ấy thật sự tốt. Đêm qua cậu ấy thật phi thường ở mọi khía cạnh. Với những gì đã thể hiện từ đầu mùa, tôi nghĩ Rice đang là cầu thủ tốt nhất ngoại hạng Anh mùa này. Declan Rice là một trong những cầu thủ chơi tốt nhất ở trận đấu với Liverpool. Ngôi sao người Anh cầm bóng bình tĩnh, anh nhiều lần giúp Arsenal thoát khỏi những sự đeo bám quyết liệt từ phía các cầu thủ đội chủ nhà. Cựu sao West Ham cũng có một tình huống phòng ngự ấn tượng giúp đội nhà rời sân Anfield với một điểm. Gabriel Jesus được so sánh với Wayne Rooney và Carlos Tevez.
cựu hậu vệ MU Gary Neville phát biểu sau khi Arsenal hòa 1-1 trước Liverpool. Tôi không thấy Gabriel Jesus, Bukayo Saka và Gabriel Martinelli liên kết với nhau ở trận đấu với Liverpool. Khi Saka đang cố gắng vượt qua đối phương, anh ấy không tìm thấy những đồng đội để kết hợp. Mikel Arteta có khá nhiều việc phải làm sau trận đấu này. Tôi nghĩ mình đã nói trong nhiều trận đấu của Arsenal mùa này về việc liệu Jesus và Eddie Nketiah có phải là tiền đạo số 1 và số 2 của một đội bóng có thể giành chức vô địch Premier League hay không, hay họ thực sự chỉ là tiền đạo số 2 và số 3. Tôi yêu Jesus, tôi thực sự yêu anh ấy, thật lòng đấy. Tôi nghĩ anh ấy là một cầu thủ xuất sắc và tôi rất thích được chơi cùng anh ấy. Anh ấy có một chút của Wayne Rooney, một chút của Carlos Tevez, nhưng cậu ấy không có bản năng săn bàn trước khung thành. Đôi khi Jesus ở mọi nơi mà bạn không muốn, Tevez chạy khắp nơi, đôi khi Rooney biến mất và đã ở cánh trái. Nhưng ở trung tâm sẽ có Cristiano Ronaldo, tay săn bàn sung mãn. Bộ ba này tại Arsenal không chỉ về mặt ghi bàn, họ thậm chí cũng không kết hợp nhiều với nhau trong các trận đấu. Tôi cảm thấy điều đó sẽ khiến họ phải trả giá vào một lúc nào đó. Tony bước một chân đến Arsenal. Nhu cầu bổ sung tiền đạo của Arsenal ngày một tăng lên trong bối cảnh họ muốn bứt lên ở cuộc đua giành chức vô địch Premier League. Pháo thủ đang thi đấu thăng hoa dưới thời Mikel Arteta, nhưng họ lại thiếu đi độ nhạy bén ở các tình huống tiếp cận khung thành. Chính vì thế, Arsenal dự kiến sẽ bổ sung thêm một trung phong ở kỳ chuyển nhượng tháng riêng, với mục tiêu số 1 là Ivan Toney bên phía Brentford. Ngôi sao người Anh đã khẳng định bản thân kể từ khi cùng Brentford góp mặt tại Premier League. Toney được đánh giá cao ở khả năng đánh hơi bàn thắng, vì vậy anh hứa hẹn sẽ trở thành mảnh ghép hoàn hảo cho đội hình pháo thủ. Dù vấp phải sự cạnh tranh từ phía Chelsea, tuy nhiên Arsenal vẫn khá tự tin về thương vụ này. Bởi lẽ ở thời điểm hiện tại, họ hoàn toàn vượt trội so với đối thủ về vị thế tại Premier League. Hơn thế nữa, cá nhân Toney cũng hứng thú trước viễn cảnh chuyển đến Emirates thi đấu.